Thưa quý khán giả, hiện nay giới nuôi chim săn mồi hay còn gọi là falconry ngày càng phát triển mạnh mẽ. Bộ môn này tại Việt Nam mới manh nha, nhưng nhu cầu nuôi là có thật. Ở thành phố Cần Thơ bắt đầu xuất hiện gần đây, nhưng đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia săn tìm và thuần phục loài chim chúa tể bầu trời. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng anh Lâm Tấn Khoa, một thành viên câu lạc bộ chim săn mồi ở Cần Thơ, rất đam mê nuôi chim săn mồi. Anh và con chim diều hâu đen kháng khích với nhau như đôi bạn thân. Ngoài tập luyện hay đi săn mồi, mỗi khi đi cà phê hay đi sinh hoạt cộng đồng, có Tấn Khoa y như rằng là có diều hâu đen bên cạnh. Đây cũng là xu hướng chung của mỗi thành viên trong câu lạc bộ. Em cũng thích nuôi chim sinh vật cảnh này kia, nhưng mà đối với đại bàng với diều hâu thì nó có cho mình một cái cảm giác, một cái thú vui rất kiểu như là mình đam mê nữa. Của em nuôi cũng chỉ là muốn bảo tồn nguồn gen quý hiếm của mấy loài diều hâu với đại bàng của bản địa của Việt Nam mình. Em nuôi một con chim á, em coi nó như người bạn á, giống như buổi tối mình ngồi uống cà phê mình có người bạn ngồi tâm sự, chơi nó là chuyện đam mê á. Thì cái tương lai mà để em muốn nâng cái bộ môn này ra quốc tế luôn, chứ không có nó nâng tầm cao của cái bộ môn này lên nữa, chứ nó không có nằm ở đến Cần Thơ đâu. Trước đây, nuôi chim săn mồi ở Cần Thơ chỉ xuất hiện ở một số ít người để làm cảnh. Từ khi thành lập vào năm 2018 đến nay, câu lạc bộ chim săn mồi thành phố Cần Thơ đã quy tụ trên 20 thành viên với hơn 10 đầu chim các loại như đại bàng, ưng, cắt, cú mèo, ó, diều hâu, vân vân. Mỗi hội viên đều được tập huấn cách nuôi và thuần phục các loại chim giữ theo bài bản, tuân theo quy trình huấn luyện để tham gia vào các cuộc thi chim săn mồi trên toàn quốc. Riêng 7 cuộc thi khu vực miền Nam, các thành viên câu lạc bộ chim săn mồi Cần Thơ đều tham gia đầy đủ. Khi mà con chim nó thuần thục rồi thì mình gỡ dây ra, gọi là mình phi lai nó đó. Rồi sau đó thì tùy vào mỗi chủng loại, mà giống như lượng thì mình tập cho lượng từ thấp tới cao. Còn săn thì mình tập đúng kỹ năng, nó canh liều lượng bằng thời gian. Thì mình theo đúng bài bản của anh em đã, mấy anh em chơi trước người ta đề ra, thì mình canh theo liều lượng đó mà mình tập. Ngoài vấn đề chơi thì đó là một hình thức để bảo tồn các cái nguồn gen quý của các cái dòng chim săn mồi mà hiện tại đang bị săn bắt, cũng như là công tác bảo tồn nó chưa được tốt. Cùng với thành phố Cần Thơ, hiện nay có nhiều câu lạc bộ nuôi và huấn luyện chim săn mồi như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp khác nhau, nhưng nhiều nhất vẫn là các bạn trẻ có cùng một đam mê, sở thích nuôi và thuần chim giữ.